Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Tin 24 giờ và ngay bây giờ là những nội dung chi tiết. Nga cảnh báo thảm kịch toàn cầu nếu phương Tây đưa quân tới Ukraina. Quan chức Nga cảnh báo Moscow sẽ đáp trả bằng hành động quân sự nếu phương Tây đưa quân tới Ukraina. Việc gửi quân của họ đến lãnh thổ Ukraina sẽ khiến quốc gia của họ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến và chúng tôi sẽ phải đáp trả. Và thật không may, không phải trên lãnh thổ Ukraina, sẽ có một thảm kịch toàn cầu Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram hôm 6 tháng 5. Ông Medvedev cảnh báo giới tinh hoa phương Tây sẽ không thể né tránh phản ứng của Nga dù ở đôi capital Mỹ, Điện Elysi Pháp hay số 10 phố Downing Anh. Điều này đã được ông Kennedy và Khrushchev nhận ra cách đây hơn 60 năm, nhưng những người đang lên nắm quyền ở phương Tây không muốn nhận ra điều này. Ông Medvedev cho biết thêm. Theo cựu Tổng thống Nga, đó là lý do Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Bộ Quốc phòng Nga thông báo về kế hoạch tập trận hôm 6 tháng 5. Trong những ngày đầu tiên của cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Putin tuyên bố chuyển lực lượng hạt nhân Nga sang chế độ cảnh báo chiến đấu đặc biệt. 6 tháng sau, ông Putin cảnh báo sẽ sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có để bảo vệ các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Đầu năm ngoái, ông Putin tuyên bố chấm dứt việc Nga tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược với Mỹ. Một tháng sau, ông tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Đây là lần đầu tiên Nga triển khai kho vũ khí hạt nhân bên ngoài biên giới kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Belarus có đường biên giới dài 1.250 km với các nước thành viên NATO là Latvia, Lithuania và Ba Lan. Belarus cũng giáp với Ukraine, nơi đang nổ ra các cuộc giao tranh khốc liệt. Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại vũ khí được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, có thiết kế nhỏ hơn và được sử dụng ở khoảng cách ngắn, khác với vũ khí hạt nhân chiến lược vốn được dùng để tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa. Điện Kremlin chỉ rõ rằng cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật mới nhất nhằm đáp trả tuyên bố của tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các quan chức Anh. Nga trong những ngày gần đây đã chỉ trích tổng thống Macron vì nói với tạp chí Economist rằng ông không loại trừ bất cứ điều gì trong phản ứng của phương Tây đối với cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm việc gửi quân đến nước này. Quan điểm của ông Macron nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo một số nước. Tuy nhiên, các đồng minh phương Tây, trong đó có Mỹ, Đức, Slovakia, Ba Lan khẳng định không có kế hoạch đưa quân đến Ukraine. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ Hakim Jeffries cũng không loại trừ khả năng Washington buộc phải điều quân đến vùng chiến sự Ukraine nếu Kiev bị Nga đánh bại. Tuy vậy, giới chức Mỹ nhiều lần khẳng định không có kế hoạch điều quân đến Ukraine. Trong bài thông điệp liên bang hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng chỉ cần viện trợ quân sự và tài chính của Mỹ, Kiev vẫn có thể tự đánh bại Moscow. Cuối tháng trước, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ mới trị giá gần 61 tỷ đô cho Ukraine sau khoảng nửa năm đình trệ. Ukraine kỳ vọng gói viện trợ mới có thể nhanh chóng giúp quân đội nước này thoát khỏi tình trạng cạn kiệt vũ khí, đạn dược. Tổng thống Macron, Pháp không tiến hành chiến tranh chống Nga Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phủ nhận việc nước này đã đưa quân đến Ukraine, đồng thời khẳng định Pháp không gây chiến với Nga. Tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 6 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, không có chiến tranh giữa chúng tôi với nước Nga hay người dân Nga, chúng tôi cũng không kỳ vọng vào việc thay đổi quyền lực ở quốc gia này. Ngoài ra, ông Macron cho biết khối liên minh châu Âu luôn sẵn sàng hỗ trợ Ukraine, miễn điều đó là cần thiết. Bên cạnh đó, Tổng thống Macron cho biết Ông thừa nhận đã đề nghị các quốc gia phương Tây gửi quân tới Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2024 sau cuộc gặp tại Paris giữa nhà lãnh đạo Pháp và người đứng đầu chính phủ của khoảng 20 nước châu Âu khác. Dù ông Macron khẳng định ông không thay đổi quan điểm này, song cho rằng Pháp không gửi quân tới Ukraine là cách tiếp cận chính xác. Trong một diễn biến liên quan khác, Bộ Ngoại giao Pháp cùng ngày phủ nhận thông tin Paris đã đưa quân đến Ukraine để chống lại Nga các luồng thông tin sai lệch về việc Pháp hỗ trợ Ukraine liên tục được lan truyền. Đây là thông tin đã được xác thực, Pháp không gửi quân đến Ukraine, Bộ Ngoại giao Pháp đăng tải trên nền tảng X, Reuters. Tuyên bố trên của chính quyền Pháp được đưa ra không lâu sau khi cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Stephen Bryan cho biết Pháp có thể đã gửi nhóm quân đầu tiên tới Ukraine bất chấp cảnh báo của Nga. Những đội quân này đang được bố trí trực tiếp tại khu vực chiến đấu nóng bỏng nhằm mục đích giúp Ukraine chống lại những bước tiến của Nga ở Donbass. 100 người đầu tiên là chuyên gia pháo binh và trinh sát, cựu quan chức Mỹ cho hay. Theo ông Brian, các lực lượng Pháp đã được triển khai để hỗ trợ lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 của Ukraine tại thành phố Slavians. Các binh sĩ Pháp được cho là đã được rút ra từ Trung đoàn Bộ binh số 3, một trong những thành phần chính của quân đoàn nước ngoài Pháp. Thông tin này cũng đã được một số cơ quan truyền thông Ukraine chia sẻ. Ukraine tìm cách đánh lạc hướng Nga khỏi pháo đài phòng thủ miền Đông những cuộc giao tranh ác liệt nhất đã diễn ra ở phía nam Ivaneske, nơi Ukraine tiến hành hàng loạt cuộc phản công với mục tiêu làm gián đoạn những nỗ lực tấn công của Nga ở thị trấn pháo đài Chachipya. Để đạt được mục tiêu này, Ukraine phải tiến hành chia cắt các lực lượng của Nga bằng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Hiện nay, Kiev đang thiếu nghiêm trọng đạn pháo nên họ đã thay thế các nhiệm vụ sử dụng pháo bằng các cuộc tấn công UAV cảm tử. Nhiều hoạt động của các đơn vị UAV dọc sườn Nam Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Theo phía Kiev, hoạt động của các FPV dày đặc tới nỗi quân đội Nga phải trú ẩn cho các hầm hào dọc dưới tuyến. Bất kỳ binh lính Nga hay trang thiết bị nào xuất hiện bên ngoài đều nhanh chóng bị phát hiện và trở thành mục tiêu, thậm chí trước cả khi họ tới gần giới tuyến. Ukraine đã nhận ra lợi thế của việc tăng cường sử dụng FPV trên chiến trường khi chúng cho phép họ giành thế chủ động và tiến hành phản công. Kiev quyết định tập trung các UAV cảm tử nhắm vào các vị trí của Nga ở Ivanetsk và Klitschivka để làm gián đoạn nguồn lực chi viện cho các lực lượng của Moscow. Quân đội Ukraine đang cố gắng thu hút sự chú ý của Nga trên mặt trận này để ngăn cản Moscow tạo thêm đột phá, cũng như hạn chế cường độ tấn công của họ vào Yar. Các chỉ huy của Nga hiểu rõ các chiến dịch xa hơn về sườn phía Bắc chỉ có thể thực hiện bằng cách đảm bảo các vị trí ở sườn phía Nam gần Ivanetsk và Klitschivka Mục tiêu của Nga là bao vây cho gia từ hai phía, và điều này chỉ khả thi bằng cách mở rộng khu vực kiểm soát về phía nam thị trấn. Nga đã tập trung số lượng lớn lực lượng ở Bắc Mớt để triển khai thêm ở sườn phía nam. Các lực lượng thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới 60, Lữ đoàn Súng trường Cơ giới 88 và Lữ đoàn Tấn công Đường không số 83 đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công ở phía bắc của Nga đang nỗ lực tiến công theo hướng này, song chưa đạt kết quả khi Ukraine cố gắng khai thác lợi thế về UAV để tấn công các vị trí khai hỏa của Moscow. Việc Nga tập trung vào sườn nam Ivanivsk sẽ chuyển hướng phần nào sự chú ý khỏi cho để tạo điều kiện cho Ukraine tăng cường phòng tuyến. Hiện nay, quân đội Nga đang tiếp tục thúc đẩy lợi thế của mình ở phía đông Ukraine, trong khi các lực lượng của Kyiv chờ gói hỗ trợ quân sự mới từ Mỹ. Theo viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington, các lực lượng của Nga đã đạt được bước tiến chiến thuật đáng chú ý ở tây bắc Abdiivka, gần Akhanselsk, thuộc khu vực Donetsk vào đêm ngày mùng 3, dạng sáng ngày mùng 4 tháng 5. Các lực lượng của Ukraine có lẽ đã quyết định đổi không gian lấy thời gian khi chờ đợi sự hỗ trợ của Mỹ tới tiền tuyến với quy mô lớn trong thời gian tới. Đây là một quyết định phù hợp với lực lượng chưa có đủ nguồn lực đang đối mặt với rủi ro bị đánh tạt sườn, ISVK cho hay. Bộ Quốc phòng Nga ngày 5 tháng 5 cho biết các lực lượng của nước này đã giành được thị trấn Ocheretin ở Donetsk. Ukraine chưa bình luận về thông báo trên. Trong khi đó, tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, tướng lục quân Mỹ Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu cho biết, quân đội Nga hiện đã lớn hơn khoảng 15% so với thời điểm họ tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tính nghiêm trọng của thời điểm này không hề bị nói quá. Nếu chúng ta không tiếp tục hỗ trợ, Ukraine có thể sẽ thua, ông Cavoli nói nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại